Muốn Phạm đây, tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm về các dòng Atomat hàng Nhật bãi. Thì hôm nay em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết các bác cái dòng Adcock của Nhật. Nó có cái dòng 20A, 30A, đấy, 15A. Đấy, nhưng mà chủ yếu là 20 và 30 các bác nhá. Đấy, các dòng phổ thông 20, 30. Đây. Đấy, đây, dòng 30 đây. Hàng của Mitsubishi các bác nhá. Chất lượng luôn. Đấy, còn nguyên tem mác của hãng này. Đây. Đây các bác quan sát này. Đấy, thông số kỹ thuật này. Đấy, ngoài ra thì bên em còn phân phối các dòng cốc của Hàn này. Đấy, thì các bác có nhu cầu về cốc Nhật, cốc Hàn đều ok hết. 15A, 20A và 30A. Những con này thì chúng ta sử dụng cho át phòng này, rồi điều hòa nóng lạnh, rồi nồi cơm bơm nước, nói chung là ok hết, sử dụng những cái thiết bị nhỏ cực kỳ là an toàn, chống giật an toàn luôn. Đó, anh chị em các bạn có nhu cầu có thể liên hệ. Xin chào lại anh chị em ở video sau. Đấy, bên em phân phối rất là nhiều các cái dòng át cốc đại, cốc tiểu, cốc 3 pha nhé, át 3 pha, đại 3 pha, rồi 3 pha 4 cực. Anh chị em các bạn có nhu cầu thì liên hệ. Xin chào lại anh chị em video sau.